dán. Sát rồi, sát rim rồi. Bây giờ anh đóng cái mặt dán, đóng dán mặt trước nè. Ở trong sau rồi, còn miếng nữa để vào bếp luôn. Quá đã. Đóng cái mặt trước rồi, dán mặt trước rồi, nhờ tới cái miếng dán không, kém không này. Chưa sập.
6-2 hả? Bốn phân. Mốt làm mấy cái cửa sổ ở đó đó.
lỡ một cây, hai cây đâu đủ không? Hai cây đâu đủ không? Cái đồ xéo luôn. Ở trên ngay dưới xéo. Dạ. Giờ anh vẽ một chấm cưa nè. Thank you.
mấy ô cửa sổ. Còn mặt trước này, mặt trước thì anh mình cắt cái đường mặt trên này, nó dán đường phấn rồi đó, thì cưa đường trên. Trời ơi, cắn cái vàng rồi. Lũng nhiêu cẳng nhiêu đâu, có chút chiếu lửa gà này, muốn cua lửa gà đi chến đi. Cao ngán luôn, anh này hôm nay mốt vậy, mốt cao này.
xuống luôn. Bỏ đất luôn. Chị quên chị đó đó. Vừa vuông này xuống thì cái là nhiêu chỉnh lên đâu đó thôi chỉnh chỉ đừng bẻ bẻ anh tới chỗ nào anh như thấy đi nó trong mà này nó trong rồi đây bậy rồi này như cái nó bút nè anh tới rồi đâu được giam bên đâu nhưng mà cái mình bò được làm Yeah.
Vô để tới lấy này vô. Vô. Đâu cần đi dục này rồi xong rồi. Ừ, dục đi. Đưa dục đi tụi bạn. Anh định gì? Chỉ là cái cửa sập á. Đưa lên đóng vô luôn. Nguyên em tàu chỗ xéo vô cho nước nó chảy ra, chảy lên về phía trước, đút ngàm vô, vô ngàm luôn. Bơm ngàm không? Quá đã rồi. Dễ là bao cái này nè. Đục tóc vô dính cái này. Dọn này xong hết anh mới đóng được chứ bộ anh đóng dán này ập vô nó còn một cái chị ập rồi anh dọn cái chị này cho anh ấy còn dọn chị đó mà đứng bãi dưới và dọn phía trên rồi. Còn dọn đủ cái này đủ luôn ta trời ơi nãy thôi có bả chút xíu cũng đủ bả hai bên vừa cho cạnh mày biết không. Vậy phía sau thì anh mình lót cái bon vào sau bon lái vô cái trụ. Bên kia thì anh mình nhổ cái trụ ra
tháo cái trụ đó ra. Dính một xíu. Con kia kéo thử anh. Dướng, còn dướng. Dướng rồi, còn dướng ở dưới chân dưới. Chúng ta đục ra tiếp. Đó anh ơi, đó anh ơi. Không, không có ai dưới. Không báo có được. Nét anh gì ơi, xuống trụ anh gì ơi. Chú Chính ơi, nét ra chú Chính ơi. Xuống trụ, xuống trụ. Gãy luôn rồi. Nhưng càng thấp là gì vậy? Đóng chảy nước luôn. Thank you.
đóng luôn rồi. Anh làm đủ hết nên nó đóng luôn. Dạ. Nhét vô hai cái tam giác bít nó bằng cái chỉ luôn. Úp. Đi xuống gặp 2, 4, tháo cái chỉ. Dạ. Thank you.